Chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mua gói cước GoStream. Đầu tiên các bạn vào mục gói cước. Ở đây các bạn có thể tự chọn những gói đã mặc định như là Basic, Plus, Premium hoặc là các bạn tự tạo gói cước cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Các bạn tự tạo gói cước nhé. Mình sẽ tự cấu hình một gói mà mình thích, chẳng hạn như là có quảng cáo này, chạy 20 luồng một ngày này, chạy song song 2 luồng một lần này, thời gian 4 giờ. Mình sẽ dùng cả tính năng chia sẻ hàng loạt nhé. Có sử dụng rồi. Bây giờ cấu hình xong thì các bạn nhấn vào mua gói cước. Ở đây sẽ hiện ra cái phần thanh toán. Các bạn có thể chọn 1 tháng, 2 tháng, từ 3 tháng trở đi các bạn sẽ được khuyến mãi số phần trăm như hệ thống đã ghi ở đây. Đấy, mình chọn 3 tháng chẳng hạn. Đấy. Đấy. Thì ở đây có một số hình thức thanh toán như là Internet Banking này. Đấy. Thẻ điện thoại hay là PayPal gì đấy. Đấy. Các bạn chọn nếu các bạn chọn Internet Banking ấy, thì các bạn sẽ chuyển khoản tới số tài khoản này. Ở mục 3 thì có phần click để lấy nội dung chuyển khoản. Các bạn click vào đây. Đây là nội dung lúc các bạn chuyển khoản. Nếu các bạn chuyển đúng nội dung như thế này thì sau khi giao dịch tới, hệ thống sẽ tự nâng cấp gói cước cho các bạn, sẽ không phải mất thời gian để bên mình có thể check và nâng cấp bằng tay thì sẽ rất là lâu. Bên cạnh đó thì các bạn có thể chuyển bằng thẻ điện thoại. Các bạn có thể thấy là số tiền các bạn thanh toán sẽ là số tiền của phí gói cước và 20 phí giao dịch. Đấy. Thì các bạn nếu các bạn nạp nhiều thẻ thì các bạn cứ nạp lần lượt vào đến lúc nào đủ thì sẽ được. Đấy, mình sẽ thử bằng Internet Banking nhé. Click lấy nội dung chuyển khoản nhé. Các bạn nên nhớ là mã nội dung chuyển khoản này mỗi lần một khác nhau chứ không giống nhau, nên là đừng lấy mã của lần trước chuyển để làm mã giao dịch của lần tiếp theo. Ví dụ như mình sẽ TP Bank e-banking nhé. Mình sẽ chuyển bằng tài khoản của mình. Các bạn sẽ nhập số tiền cần chuyển ở đây. Ở đây mình sẽ nhập 250.000 nhé. 250.000. Chọn ngân hàng thì các bạn chọn ngân hàng ngoại thương. Đấy. Chi nhánh Nghệ An. Các bạn chọn lại chi nhánh Vinh nhé. Ngoại thương. Vinh. Nghệ An. Mình ở đây chọn này. Các bạn copy số tài khoản vào chuẩn nhé. Sao chép này. Đấy. Tự load ra tên của người nhận. Đấy, như thế này là chuẩn rồi. Ở đây nội dung chuyển tiền thì các bạn copy nguyên cái dòng này. Đấy, sao chép. Cho vào đây. Đấy. Các bạn tiếp tục.
Sau khi các bạn tiếp tục và chuyển xong với nội dung như thế này thì hệ thống chắc chắn sẽ tự động nâng cấp cho các bạn. Các bạn sẽ không phải mất thời gian chờ check giao dịch. Đấy. Như vậy là được rồi các bạn nhé.